Diễn viên Hoàng Anh chính thức lên tiếng sau nhiều ngày im lặng, phủ nhận kết hôn vì thẻ xanh. Lọt lùm xùm hậu ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ suốt thời gian qua đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Vợ cũ Hoàng Anh tố nam diễn viên lừa tình cô, kết hôn chỉ để lấy thẻ xanh ở Mỹ. Hoàng Anh vướng nghi vấn có người thứ ba, tình cảm với người phụ nữ này. Thậm chí anh và Tình Tin Đồn từng lên trụ sở cảnh sát để đâm đơn kiện vợ cũ Quỳnh Như. Về phía Quỳnh Như, bản thân cô cũng đã nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ cho hai mẹ con cô. Liên hoàn những drama diễn ra, nhưng Hoàng Anh chưa một lần nói rõ về những sự việc trên. Cho tới sáng ngày 6 tháng 1, Hoàng Anh mới chính thức có những phát ngôn đầu tiên giải thích về mọi lùm xùm thời gian vừa qua. Hoàng Anh kể chi tiết về cuộc sống hôn nhân bên Quỳnh Như kể từ khi sang Mỹ, lý do anh kết hôn với cô, đồng thời nam diễn viên khẳng định không hề lựa chọn Quỳnh Như vì chiếc thẻ xanh. Bên cạnh đó, Hoàng Anh còn liệt kê ra 6 điều để tố ngược lại Quỳnh Như, như hay ghen tuông vô cớ, không chăm lo tốt cho gia đình, đánh con. Về chuyện người thứ ba, Hoàng Anh xác nhận mối quan hệ giữa anh và cô gái kia chỉ là bạn bè thân thiết. Cụ thể bài đăng của Hoàng Anh như sau: Xin chào các bạn, trước tiên cho phép Hoàng Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các anh chị bên báo đài, những người yêu thương đã theo dõi và đang chờ đợi sự lên tiếng của Hoàng Anh về chuyện ly dị không mấy tốt đẹp của chính mình. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hoàng Anh chia sẻ về vấn đề hôn nhân gia đình của mình. Và Hoàng Anh muốn chúng ta chấm dứt câu chuyện tại đây, kể từ ngày hôm nay. Ngay từ đầu Hoàng Anh đã chọn cách im lặng trong chuyện này vì muốn giữ thể diện tốt đẹp nhất có thể cho đôi bên. Bởi đây là chuyện cá nhân của mình, không muốn mang ra trước công chúng để cho mọi người có thể bình luận và phán xét. Điều này hoàn toàn không hay ho gì cả. Nhưng Hoàng Anh không ngờ là câu chuyện này vẫn đang còn tiếp diễn. Sự việc đã đi quá xa và không có điểm dừng lại. Thậm chí nó còn làm ảnh hưởng liên lụy tới những người xung quanh của Hoàng Anh lúc này. Hoàng Anh muốn lên tiếng để mọi người hiểu về những gì Hoàng Anh đã trải qua. Những tháng ngày rồi, Hoàng Anh lên tiếng để mọi người, những ai còn yêu thương và đang để cho Hoàng Anh những ngày qua, sẽ lắng nghe những lời chân thật nhất này. Và Hoàng Anh cũng xin những ai đã và đang không thích Hoàng Anh cũng hãy lắng nghe một lần, và sau đó các bạn có thể thông cảm cho Hoàng Anh hoặc chỉ trích Hoàng Anh hơn, ghét bỏ Hoàng Anh hơn cũng được, vì đến lúc này mọi chuyện đã đi quá xa. Mọi người sẽ bảo Hoàng Anh đã im lặng lâu như vậy rồi thì tại sao không giữ im lặng luôn mà nay lại lên tiếng? Nhưng bây giờ ngay lúc này đây, Hoàng Anh phải lên tiếng cho câu chuyện của chính mình, vì Hoàng Anh là đàn ông. Nên nếu Hoàng Anh đôi co với vợ cũ của mình thì chẳng khác nào Hoàng Anh cũng là đàn bà mà thôi. Và bởi Hoàng Anh muốn biết rõ những người xung quanh Hoàng Anh là người thế nào, ai đạo đức giả, ai chà đạp danh dự, ai nhà vô mượn danh câu like trục lợi, ai đã dồn Hoàng Anh vào bước đường cùng và ai đã giang tay giúp đỡ Hoàng Anh trong lúc khó khăn nhất. Hoàng Anh đã thấy rất rõ Hoàng Anh muốn nói đến điều này là vì Hoàng Anh không muốn những người đang làm sai mà vẫn được tung hô là đúng, còn những người đang không làm gì sai thì lại bị vu khống và bị chà đạp một cách sai trái. Thứ nhất, mọi người nói Hoàng Anh lấy vợ cũ là do Hoàng Anh muốn đi Mỹ để được cái thẻ xanh rồi qua cầu rút ván, hoàn toàn sai. Trước khi Hoàng Anh và cô ấy cưới nhau, cô ấy nói với Hoàng Anh là cô ấy đã có thai. Đến tháng thứ 5, bác sĩ bảo thai nhi không khỏe, không thể nào giữ lại được. Hoàng Anh cảm thấy lúc đó mình cần phải bên cạnh cô ấy để bù đắp tình cảm, sự thiếu hụt và mất mát này cho những ngày sắp tới. Nên Hoàng Anh quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc này Hoàng Anh chưa qua Mỹ. Khi đang ở đỉnh điểm danh vọng sau bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Hoàng Anh có nhiều cơ hội để tiến xa hơn trong nghề. Và đó cũng là thời điểm cô ấy mang thai sau những lần đi về Việt Nam. Rồi em bé chào đời trong niềm vui khôn tả. Mỗi ngày nhìn thấy con qua điện thoại, khi nhìn thấy chỉ có hai mẹ con bên đó nên Hoàng Anh quyết định ngưng sự nghiệp để qua đây vì vợ và con. Nên nếu ai đó nói Hoàng Anh muốn sang Mỹ để có chiếc thẻ xanh, xin hãy nghĩ lại, Hoàng Anh đâu dạ gì để phải có con chung với vợ cũ. Hoàng Anh lợi dụng chiếc thẻ xanh để sang đây thức ngày thức đêm bán hàng online, làm kinh tế phụ cô ấy trông con, nội trợ và bếp núc, và để bây giờ cầm chiếc thẻ xanh ra ngoài sống một mình, không người thân, không bạn bè, không họ hàng và không có điều kiện cho đến hiện tại. Mà với vị trí của Hoàng Anh trước đó sẽ có rất nhiều cơ hội để đến được những người trẻ hơn cô ấy, đẹp hơn cô ấy và thậm chí giàu có hơn cô ấy để sang Mỹ,
Thế nhưng tại sao Hoàng Anh lại quyết định lấy cô ấy? Đến giờ cô ấy vẫn chưa hiểu và nhận ra điều đó nữa sao? Vì Hoàng Anh muốn nói ở đây là do Hoàng Anh và vợ cũ yêu xa, không tìm hiểu kỹ trước khi cưới, rồi khi về chung một nhà với nhau, bao nhiêu hy vọng về mái ấm gia đình hoàn toàn sụp đổ. Về cách ăn ở, cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế của cô ấy với mọi người, không cần phải nói chi ly. Sẽ có những người đã và đang sống chung và những người thường xuyên đến căn nhà này chơi thường xuyên, họ đều rất rõ cô ấy. Đến phút này đây, tôi muốn em tự hỏi lại bản thân mình. Một bữa cơm gia đình nho nhỏ, đơn giản, nề nếp, tươm tất nhất có thể, em đã làm được chưa? Thứ hai, vì sao Hoàng Anh ra đi? Hoàng Anh xin xác nhận lần cuối cùng, sự việc Hoàng Anh bỏ nhà ra đi lần này là do mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt từ lâu, đến lúc không thể hàn gắn được, không có sự lôi kéo của người khác, không có chuyện Hoàng Anh bỏ vợ cũ để theo tình nhân mới. Điều này hoàn toàn không chính xác. Xin thưa, lần ra đi này của Hoàng Anh cũng không phải là lần đầu, chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những năm tháng sống chung với nhau. Cũng bởi vì ghen tuông vô cớ, tôi đi đâu, làm gì với ai, em cũng muốn đi theo. Mỗi lần tôi ra ngoài đi làm là em gọi, em nhắn tin, thậm chí em còn hay kiểm tra xem lén phone của tôi, đánh con vô cớ. Mỗi lần tôi và em gây gỗ, em sẵn sàng trút giận lên con một cách vô tội vạ. Con còn nhỏ mà em cứ đánh con đau vậy, con đâu có lỗi gì đâu em. Hỗn hào với người lớn, tôi chỉ là rể trong nhà, tôi thương, tôi quý mến ba của em không hết. Vậy mà mỗi lúc em nóng giận lên, em mắng, em nạt nộ ba mình trước mặt tôi và có cả những người khác đến nhà chơi có mặt tại đó. Đây cũng là lý do quan trọng nhất đã đẩy tôi ra xa em. Vì tôi nhận thấy ba ruột của em còn không coi ra gì, thì nói chi là chồng em, tôi rất sợ em không tôn trọng chồng. Bao nhiêu lần em xưng hô mày tao với tôi khi cãi nhau, bao nhiêu lần hễ có chuyện là em lại đòi ly dị. Cơm nước, nhà cửa, từ ngày tôi bỏ nhà ra đi đến giờ, em đã biết gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ chưa? Có ai thay tôi dọn dẹp đồ đạc bừa bộn của em dùng không? Em nấu được mấy món cho gia đình rồi, hay em nghĩ chỉ kho nồi thịt kho thôi là đủ? Bản thân em, tôi đã từng góp ý với em rất nhiều lần để em xinh xắn hơn, dịu dàng và đầm thắm hơn. Trước nhất là cho bản thân em, sau đó để tôi hãnh diện với em. Bởi lúc đó em đang là vợ tôi, em đã cho tôi thấy sự phấn đấu hay ý chí thay đổi bản thân của mình khi ấy chưa? Hay em vẫn nghĩ rằng đã thành vợ chồng, sống chung một nhà, có một mặt con với nhau, thế là đủ? Còn bây giờ khi tôi ra đi, em cố gắng giảm cân, thì tất cả điều đó đã trở nên vô nghĩa. Mối quan hệ bạn bè của em, đã bao nhiêu lần tôi đứng ra thay em xin lỗi bạn bè của em khi họ mắng vốn tôi là vợ thằng Hoàng Anh, ra đường nhiều chuyện, chuyên đi nói xấu người khác. Đàn ông không nên nói ra những lời này với người phụ nữ, đâu còn đáng mặt quân tử. Nhưng nếu tôi không nói ra và chỉ có những người đang bên cạnh tôi lúc này mới hiểu rõ được ngọn ngành, thì mọi chuyện sẽ còn bị đẩy đi đến đâu nữa. Còn rất nhiều tình cảm xa xôi của khán giả dành cho tôi và đang rất muốn biết những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian gần 2 năm nay. Và kể cả những người đang bênh vực cho em nữa, họ cũng cần phải biết rõ, bởi vì những lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Em à, những gì tôi nói đây, em hãy suy nghĩ lại đi em. Khi tôi sang đây, tôi đã thay thế em để làm rất nhiều việc của một người vợ. Cùng lúc đó, tôi phải thức đêm để đăng hình hàng hóa, trả lời khách, chốt đơn bán hàng online, cũng chỉ để chia sẻ tiền nhà, tiền giữ trẻ của con mỗi tháng với em, đi chợ mua thêm đồ ăn, sữa tã cho con, giấy vệ sinh, kem đánh răng hay nước suối uống trong nhà có bao giờ tôi để nó thiếu hụt không? Và vì hiểu tính của ba vợ nên chai rượu chát của tôi luôn để sẵn trong tủ lạnh để khi ba ăn cơm lúc nào cũng có. Em là người thấy rõ nhất, phải không? Bao nhiêu lần tôi ra đi là bao nhiêu lần em hứa hẹn và xin tha thứ, nhưng lần nào cũng như lần ấy, em có sửa đổi được không? Lần này tôi đi cũng như những lần trước, tôi nghĩ rằng tôi đi để em suy nghĩ về bản thân mình một lần nữa, rồi tôi sẽ trở về. Nhưng em gào thét lên, em chạy đi khắp nơi, nhờ những người quen xung quanh gọi tôi về cho bằng được. Em còn nhắn tin thăm dò rồi đâm xe vào đường cho hai mẹ con chết hết. Em đã làm cho tôi hoảng sợ. Tôi sợ phải trở về với em, bởi nếu tôi trở về không sớm thì muộn, sự ra đi này của tôi cũng sẽ lặp lại một lần nữa. Lúc đó hậu quả có lẽ sẽ không thể nào tưởng tượng được. Chính vì quá sợ hãi nên tôi mới làm đơn ly dị đơn phương. Tôi hoàn toàn không có ý định hay đã làm đơn ly hôn trước khi tôi ra khỏi nhà. Và em đã nghe lời người ngoài để sự việc đi quá xa. Và tôi nghĩ với những gì em đã đối xử với tôi thì chúng mình không thể ở với nhau được nữa. Chính em đã phá tan nát gia đình mình. Ghen là thi vị, nhưng ghen như em, nó sẽ có tác dụng ngược lại.
khi tôi đang làm công việc mà em nhắn tin điện thoại, chửi bới tôi cả ngày, đêm về em tra khảo không cho tôi ngủ, em kiếm chuyện gây hứng, suốt đêm đến tận 5 giờ sáng. Sao tôi sống nổi đây em? Tôi đang cố gắng hòa nhập cuộc sống và là một người chồng tử tế, nhưng em càng ngày càng quá đáng. Tất cả những điều đó cộng dồn vào tôi và khiến cho tôi không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Hôn nhân là hạnh phúc, hôn nhân không phải ngục tù để gây tổn thương nhau mỗi ngày. Thứ ba, khi Hoàng Anh đi, mọi người nói Hoàng Anh không có trách nhiệm với con là không đúng. Hai tháng đầu Hoàng Anh có gửi tiền về và trong tài khoản của Hoàng Anh vẫn còn bằng chứng. Vì quá nhớ con, Hoàng Anh có ghé nhà cô giữ trẻ để gặp con một chút. Xong vợ cụ nhắn tin nói là Hoàng Anh đừng giả tạo, tới gặp con để chụp hình up Facebook gây tình thương cho mọi người và không cho Hoàng Anh gặp con nữa, nên nói Hoàng Anh không có trách nhiệm với con là sai. Thứ tư, về vụ việc ba điều kiện mà trên Facebook vợ cũ đưa ra: không chia tài sản, không cấp dưỡng, không nuôi con. Ba điều này hoàn toàn bịa đặt. Hoàng Anh chỉ muốn ly hôn thôi, còn những chuyện khác là đang chờ tòa phán xét việc thuận thảo hai bên trong việc nuôi và trợ cấp cho con trong thời gian sắp tới. Hoàng Anh không đưa ra điều kiện gì cả. Thứ năm, về chuyện bạn diễn là Thắm BB. Hoàng Anh muốn khẳng định lại một lần nữa, Hoàng Anh và Thắm BB chỉ là đồng nghiệp và Hoàng Anh với Thắm BB đang làm chung show công ty, tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn, tình đồng nghiệp. Đóng phim là nghề của Hoàng Anh từ khi qua Mỹ. Hơn năm mấy nay, đây là công việc gần đúng với nghề của Hoàng Anh nhất. Và công việc này cũng giúp cho Hoàng Anh làm ra tiền để phụ giúp cuộc sống gia đình. Nếu hai tháng nay Hoàng Anh ra đi, Hoàng Anh ở cùng với Thắm BB, thì mọi người hãy ném đá Thắm BB là người thứ ba, làm cuộc hôn nhân Hoàng Anh tan vỡ. Nhưng Hoàng Anh ở một mình mà, Hoàng Anh không có chung với ai hết. Thắm BB có gia đình, có con cái, chồng con đàng hoàng. Hoàng Anh không muốn mọi người hiểu sai về mối quan hệ của Hoàng Anh và Thắm BB nữa, ít nhất là cho đến thời điểm này. Và những ngày qua Hoàng Anh hay đi cùng Thắm BB và ca sĩ Quang Toàn, bởi vì họ đang là những người bạn duy nhất bên cạnh Hoàng Anh, giúp đỡ Hoàng Anh trong lúc khó khăn này. Và đây cũng là đến chính lần đầu cũng như lần cuối về mối quan hệ của Hoàng Anh và Thắm BB. Thứ sáu, về việc order pizza và những câu chuyện linh tinh khác. Nếu mọi người theo dõi sát sự việc này thì mọi người cũng đã thấy rõ Hoàng Anh không muốn ám chỉ ai hay muốn nói ai làm việc này, và sẽ chẳng ai ngu đến nỗi đi quấy rối người khác mà lại lấy tên thật của mình và số phận thật của mình để làm ra những chuyện như vậy cả. Mọi chuyện cứ quanh đi quẩn lại một vấn đề, đem đi nói hoài mà chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả, thì mọi người thấy như thế nào? Bên Hoàng Anh và Thắm BB cũng bị quấy rối y chang như vậy, chứ không phải mỗi bên vợ cũ Hoàng Anh bị. Và cũng đã kiểm tra để biết ai rồi, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, nên mình không làm. Mình không order thì mình không nhận. Vậy thôi, không có gì để Hoàng Anh hay Thắm BB phải làm to chuyện lên để gây sự chú ý của mọi người. Hoàng Anh muốn nói chuyện ly dị này là của Hoàng Anh và vợ cũ Hoàng Anh, nên Hoàng Anh không muốn dính líu đến bất cứ người nào và cũng không muốn người nào liên quan đến chuyện riêng tư của Hoàng Anh cả. Vậy những ai đang can thiệp sâu quá vào quyền riêng tư của người khác thì xin hãy dừng lại, bởi vì việc này không phải là việc của các bạn. Và những lời Hoàng Anh nói trên đây là lần đầu tiên nói, cũng như là lần nói cuối cùng trong chuyện ly hôn này. Hoàng Anh muốn khép lại chuyện này và không muốn nói thêm về việc này nữa. Chỉ mong muốn kết thúc ly hôn để Hoàng Anh còn ổn định công việc, còn đi làm kiếm tiền phụ nuôi con. Mong rằng những lời Hoàng Anh nói ra đây em sẽ hiểu và mọi người cũng hiểu cho Hoàng Anh, trước khi mọi việc bị đẩy đi quá xa và chúng ta, những người trong cuộc, không thể nhìn mặt nhau được nữa. Hãy là người tử tế văn minh trong cách hành xử, cả lời ăn và tiếng nói. Và người cuối cùng chịu thiệt thòi nhất vẫn là con cái, điều mà Hoàng Anh không bao giờ muốn.